Rồi, hello các bác, đây kênh âm thanh Đặng Duy Audio. Xin gửi tới các bác cặp loa Mission 733i. Đây, trước tiên để mời các bác xem qua cái hình thức của em đó. Loa về hầu cho đẹp, đẹp keng nha các bác. Đây, cạnh trên đây các bác thấy. Qua một rừng bát 14, gió núi theo sáng mang carbon cứng. Mùi đường trên vai. Mùi lụa nè các bác, đó, mùi lụa mềm nha các bác. Lẽ loi bên đường gọi hoa chinh và bên này luôn các bác. Hoa chinh anh nói thì tiếng cái dòng này thì tiếng nó cực kỳ mềm mượt nha các bác, tiếng mít và tiếng chép của nó rất là sáng. Phát thì các bác đừng hỏi là thanh lực không có to không đó, tại vì cái dòng này là thiết kế là nó đã như vậy rồi. Đây là hai cái căng lưới của em đó, còn nguyên không rách không lủng luôn nha các bác. Hai cái căng rồi, em quay qua cạnh bên hông này các bác, bên hông này cạnh trên, nói chung là thùng vách là còn đẹp kê ha. Đây phía sau em đó, đây các bác, bật điện em lên loa 8 ohm, công suất max 75W, tem mạc còn nguyên đây à. Qua bên này cũng vậy luôn nha các bác. Rồi loa thì em đã test hoạt động ok, tất cả cam kết là nguyên zin. Cũ loa và phân tầng thì em có chụp ở trong trang cá nhân của em, các bác có thể vào Zalo hoặc là Facebook của em tham khảo. Cũ loa người ta cũng dập là Mission và Martin England hết, tất cả đều xịn sò. Rồi cặp này thì em đang bán cái giá là 2.600.000. Bác nào yêu em đó thì alo hoặc là inbox cho em số điện thoại 0799100001, em sẽ trả lời sớm nhất ạ. Rồi cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi kênh âm thanh của em xin bye bye.